Ôi, chị đang làm gì vậy? Hello cả nhà, chăm chuẩn bị đắp mặt nạ. Cô thấy chồng chị đâu? Không. Hả? Không biết. Không ngồi phòng khách coi phim giờ. Có không? Có phòng khách đâu? Chắc có. Ra coi thử đi. Để biết nghĩ cách rồi không? Đang ngồi phòng khách coi phim chăm chú, không biết một cái gì hết. Bây giờ Trâm sẽ nghĩ ra cách trôn, vừa làm đẹp da được mà vừa trôn chồng mình được luôn. Đây, Trâm đang có trên tay một hộp. Đây là mặt nạ đất sét nè. Đó, có thành phần từ matcha. Bây giờ Trâm sẽ đắp lên. Nó vừa dưỡng trắng da nè, nó vừa cung cấp độ ẩm cho da nè, vừa lấy đi những cái mụn cám trên mũi nè, đó, vừa sạch da nè, vừa làm tẩy tế bào chết cho da luôn nè. Vô đây, trét lên. Kiều Kiều, cái này đắp ra xong cái mặt trắng xóa luôn, ra hù ổng, để coi ổng phản ứng như sao nha. Thì đây là một cái loại mặt nạ mà Trâm vẫn hay đắp ở cả nhà. Thì mặt nạ này là mặt nạ đất sét nè, đó, được có chiết xuất từ matcha trà xanh, cho nên nó rất là thơm. Thì công dụng của nó là lấy đi những cái cặn bã, những cái chất dơ, những cái chất nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông của mình. Ha, sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc là đi ngoài đường về á, thì chúng ta đắp mặt nạ này lên là da mặt của mình sẽ tươi trẻ và nó làm căng mướt da nha. Nó lấy đi hết những cái da chết, da dơ trên da của mình nè. Đây là nó có tinh chất của trà xanh nữa cả nhà, cho nên là nó làm cho da của mình nó chống oxy hóa nè. Và đặc biệt cái nha, là khi mà mình sử dụng á, nó rất là mềm, mọi người thấy không? Rất là mềm, rất là mướt, không có bị gọi là khô sau khi mình sử dụng. Rồi đó, ở đây nó có một cái muỗng nhỏ như thế này cho mình để mình trét nè. Đó, nhưng mà Trâm thường là Trâm sẽ trét bằng cái tay như thế này để cho cái mặt nạ này á nó đều hơn. Cái này mình chỉ cần đắp trong vòng 10 đến 15 phút thôi ha. Nó vừa làm căng mướt da, là sạch mụn đầu đen nè, mụn cám nè, mụn li ti nè, rồi nó chống oxy hóa, giúp da của mình nó căng, nó mướt đẹp hơn nè, tươi trẻ nè, dành cho những cái bạn nào mà có một cái làn da mà mệt mỏi nè, rồi bị sạm tối màu, thì mình sử dụng cái này thì nó sẽ sáng bật tông lên cho mình ha. Rồi bây giờ nè, che luôn cặp chân mày luôn. Mình sẽ hủ ổng. Cái này á, mình chỉ cần đắp trong vòng 10 đến 15 phút thôi nha mọi người. Mình rửa mặt á, là cái da mặt của mình nó căng mướt bình thường luôn, chứ nó không có bị khô nha. Đây là cái hộp mà Trâm hay sử dụng nè. Tại vì á, Trâm rất là thích đắp mặt nạ. Tại vì mặt nạ thì nó sẽ làm cho da của mình nó sáng hơn, và nó sạch sẽ những cái cặn bã, những chất dơ hơn. Cho nên Trâm rất là thích đắp mặt nạ luôn. Và chưa kể đâu, Trâm còn sử dụng cái toner của cái hãng này nữa nè cả nhà. Super Matcha nè, Trâm cũng rất là thích xài của cái hiệu này luôn. Bây giờ còn con mắt ở đây nè, mình che luôn. Mời mọi người nhìn nè, nó rất là mềm nha. Có nhiều cái sản phẩm mà mặt nạ đất sét mà giống như vậy nè, khi mình sử dụng nó rất là bị kiểu giống như bị khô da sau khi sử dụng á. Còn cái loại này mọi người coi nè, nó rất là mướt, rất là mềm, rất là mịn, nó không có những cái hạt li ti, không có bào mòn da, không làm bị trầy xước cái da của mình. Trời ơi, đắp cái này xong hồi rửa ra cái mặt mình nó sáng trưng luôn. Mình đi dụ, mình tẩy. Đầu tiên là mình sẽ trôn ổng cái mặt này, thứ hai là mình đè ổng ra, mình đắp mặt nạ cho ổng luôn. Yeah.
đang nói chuyện điện thoại. Giấu cái mặt này, giấu mặt này. Số 1 đây là xin khoai. Đã đừng gửi địa điểm. Hôm nay nói chuyện điện thoại cả nhà ơi. Địa chỉ với lại số điện thoại nha. Có xong chưa? Chắc xong đi, chắc xong đi, trên đường đi về ngang qua bên kho của mình đưa biên bản với nhau luôn. Kho xong những ngày chờ mình đánh. Ông ơi. Hả? Anh ông ơi. Dạ. Mới đó mà nhớ thớ rồi hả? Nhỏ tiếng nha chồng. Gì vậy? Nói nè, nhớ rồi. Mặt như ma vậy bà. Gì? Chồng nó bợt. Mặt như ma hả? Bợt đất mặt nạ chứ bộ. Bị ghê quá. Ghê mà ghê. Đó mặt nạ đó. Mặt nạ để dưỡng trắng da đó. Đã bọc đó. Ờ. Chồng kỳ quá, tự nhiên cái nhìn mặt trăm xong ông không nhìn trăm luôn á. Ông con gì kỳ cục ghê luôn, có thấy con không? Trời ơi, đây đó mặt nạ cho. Ờ. Thôi đó mặt nạ cho. Tự nhiên đó mặt nạ. Chồng đi làm bụi bặm ở ngoài trời, trời ơi coi nè. Trời ơi da chết quá trời luôn chồng ơi. Mụn đầu đen quá trời luôn nè. Rồi đắp cho. Thôi. Một lần nay 20.000. Đắp đi mà. Có đang làm việc mà đắp gì? Đang làm việc vẫn đắp được bình thường. Lỡ ta là điện thoại. Nhưng ủa nghe điện thoại vẫn nghe được bình thường. Thôi chồng đắp đi. Thôi tự nhiên ai đi đắp. Chồng vậy là mọi người nói chồng không thân thiện đó. Tự nhiên mọi người gì đây? Chứ mất cơ gì ông đắp. Thôi rồi ông đắp đây. Đắp đi, mặt nạ này đắp vừa trắng da nè, vừa làm dịu da, căng da, lấy hết đi những cái mụn cám, mụn đầu đen trên mũi nè, trời ơi, mụn đầu đen trên mũi chồng quá trời hết, quay cận, đây nè. Ôi, trời lạc quá rồi. Đi. Nhưng mà nó nghĩ luôn á, chứ bây giờ làm đẹp cho chồng chứ làm đẹp cho ai? Làm đẹp cho chồng có nghĩa là vợ hãnh diện, đúng không? Đúng không? Đang làm việc quá trời chứ mà. Nhưng mà, đây vô đây. Thôi. Không rửa mặt cho sạch cũng được. Đi rửa mặt cho sạch cũng được chứ đi làm cả ngày ở ngoài đường về bụi quá trời bụi luôn. Mặt chồng để bụi vậy mai mốt nó mụn quá. Trời ơi, thì ngày xưa có ở một mình thì ngày xưa ở một mình không ai chăm sóc, bây giờ có tôi chăm sóc cho rồi. Nhưng mới 1 2 giờ đắp mặt nạ. Sao đâu, đắp mặt nạ giờ nào nó không được. Đã được. Thôi. Rửa mặt đi. Đi mà, rửa mặt đi, đi mặt bụi quá trời kìa. Cán ghê luôn á. Bắt bò tay. Nào bó tay, rửa mặt đi. Chồng ơi, chồng mất thì giờ cũng dở quá đi à. Làm đẹp cho không chịu. Tự nhiên đắp gì? Này, clip này vợ quay vui thôi chứ dở mất trai coi, cho nó đừng lo. Được quay làm kỷ niệm mà hai chồng tình cảm được. Vợ chồng son mày đâu mà. Kỳ cục quá à. Đó, không chăm sóc cho thì kêu không sao, quan tâm chăm sóc. Mới một giờ tự nhiên giờ này đắp gì? Ủa chứ đắp mặt nạ giờ nào miễn là rảnh ra đắp thôi chứ. Mất giỡn rồi bà ơi. Tập bậy mạ lên tập cười chứ. Ai cười? Làm cái đâu cười, vợ đâu úp lên cho ai coi đâu cười. Thề luôn. Không úp lên ai coi luôn, thề. Thôi, thiệt. Không tin rồi đâu. Mỗi úp lên người ta cười á. Thôi mà. Cái mặt nạ này nó xịn sò lắm. Đắp trên kiều kìa. Kiều nó mặt nó. Kiều lại chăm đắp chứ. Không, kiều đắp. Đưa anh quay ra lại đắp đi. Không. Thôi vợ quay rồi vợ làm kỷ niệm á, vợ up lên đâu mà quay kỷ niệm, tự nhiên quay kỷ niệm rảnh quá sao không kiều lại ấy, anh quay cho đắp kiều đi, trời đang làm việc mà thật quá mà rồi dần mâm sắn chén đắp kiều lại đắp đi lên quay cho. Ơi, tao lắm bớ. Chết cha rồi, xong. Còn mình đâu biết được cười chết nha. Hả? Gì? Ai đâu mà cười chồng, vợ chồng mình đắp mặt nạ là bình thường. Đàn ông người ta đi spa quá trời kìa, có gì đâu. Chồng đắp mặt nạ là chuyện bình thường mà. Mặt 1-2 giờ mà đắp. Ủa chồng rảnh giờ nào thì đắp giờ đó. Bữa nay cuối tuần vợ ở nhà, vợ chồng mới được ở nhà, vợ mới đắp được cho chồng. Chứ bình thường chồng đi miết ai rồi đó. Không, bây giờ vợ lỡ nãy chồng nói vợ ma rồi, bây giờ vợ sẽ làm cho chồng giống con ma luôn. Này là con ma chồng chứ con ma vợ. Rồi đó. Đắp bao nhiêu thôi, đắp nửa mặt thôi.
Trời ơi. Thì chồng cứ làm việc đi, bỏ đắp mặt nạ cho bình thường mà. Cái mặt nạ này nè, cái mụn mũi, cái mụn, cái mũi của chồng á, mụn đầu đen quá trời luôn. Trời ơi. Hả? Hết chứ xong hết. Chồng đắp thường xuyên vô chứ, để nó lấy đi những cái mụn nè, những cái bã nhờn, những chất dơ nè. Tại vì chồng đi làm ở ngoài đường á là trời nó bụi bặm này kia nó bám vô lỗ chân lông, quay mặt qua đây giờ lỡ đắp nửa mặt rồi. Hả? Giờ lỡ đắp rồi mà. Họ có bao giờ từ chối được tôi đâu mà, ông cứ từ chối chi cho cực vậy. Có bao giờ mà từ chối được tôi đâu. Quay ông ấp vô bà nội. Ông cứ ấp. Hứa luôn không ấp luôn. Giờ không ấp lên trong YouTube của vợ đâu. Ấp kênh YouTube của mẹ tính. Đánh quá. Nhưng mà mướt không, mướt không? Đã không? Lâu lâu mà có ra ngoài chồng ngửa mặt qua đây đi. Hợp tác đi mà. Mai mốt mọi người kêu chồng thân thiện nha coi. Chồng có làm gì đâu thân thiện. Quay qua đây, quay qua đây. Không, nó chưa đắp cái này đi. Ngày xưa không có ai quan tâm, giờ có người quan tâm cho rồi. Chồng phải biết vui và hạnh phúc vì điều đó chứ. Trời ơi. Làm không đúng chỗ. Làm gì không đúng chỗ. Tự nhiên mỗi 1, 2 giờ ra đắp mặt nạ. Ủa có sao đâu trời. Đắp mặt nạ này rảnh giờ nào đắp giờ đó. À, ngày nào mình nghỉ một tuần mình đắp 2-3 lần cho da mình nó sáng, nó sạch sẽ, nó mịn màng. Quay qua đây, còn chút nữa xong rồi. Từ từ. Quay qua đây đi rồi xong rồi. Quay qua đây một xíu thôi chồng. Thiệt luôn, không hợp tác luôn á, gì gì cũng biết nữa à. Để đắp làm màng à. À. Đã không? Mời thổi cái mặt đã chưa? Nhắm mắt lại. Đã không chồng? Ngày cho lúc ta ngủ ta đắp rồi mới đã chứ. Đi ngủ đắp cái này cho nó dính hết gói mền hả? Đó, để trong vòng 10-15 phút nha. Nó sẽ lấy đi những da chết, da dơ trên mặt của chồng. Sau đó lấy đi, lấy đi những cái mụn đầu đen, bã nhờn, chất dơ. Hello. Em gọi cho thằng tài xế đó. Em gọi kêu nó bóc xong là ghé coi đưa nó biên bản đi nha. Mình xe của anh Quang hay sao? Đây không phải. Chồng có gương không? Hả? Đi coi gương không? Đi, đi dẫn vô coi gương vui lắm. Đi, chạy lên đó. Dễ thương lắm luôn á. Không có ốp lên mà coi chừng của tôi nữa. Vợ không có ốp, hứa không ốp luôn. Chồng vô gương chồng coi mất cười lắm, là dễ thương lắm luôn á. Từ từ vô. Ngoài qua đây. Gì vậy? Nó 1, 2, 3 cười là cười nha. Cười gì? Ý nó 1, 2, 3 nhìn vô máy quay cười là cười nha. Đủ tròn. 1, 2, 3. Nhìn đi, không có ốp đâu thề luôn. 1, 2, 3. Cười mở. Cười rồi. Em phải đúng tòa đang làm việc mà. Trời ơi. Tụi lao. Đắp mặt giống như. Thôi được rồi. Đắp rửa mặt đi. Chưa, đắp 10-15 phút lận. Cái đắp lít. Ghê gì đâu quan trọng đâu, cái này mặt nạ. Rồi chụp lên cho tôi phim đi, hưởng thụ đi. Chào, vui không? Trời ơi, nhìn mất cười xỉu luôn á trời. Mặt mình đắp lên. Hả? Cái này mà trộn ngay con mắt lên nữa đúng luôn á. Ổng dị cả nhà. Chứ thật ra ổng là ổng điệu dữ lắm. Mấy lần trong đắp mặt nạ là cũng hay bắt đắp trước đó. Ổng đắp ổng mới biết là đi tối đi ngủ mới đắp. Nhưng mà cái mặt nạ này đâu không cần tối ngủ đắp đâu. Cái này tối mình ngủ mình đắp ấy, nó dính lên đồ trên nệm của mình sao. Ban ngày mình ở nhà mình làm việc, mình nấu ăn hay gì mình đều có thể đắp được luôn, không sao cả. Ha. Chồng, đắp xong rồi một hồi còn thấy. Nhìn mặt ổng thật mắc cười. Nhìn được.
sao đèn Kiều ra mà làm vậy? Chồng cổ quá, anh Kiều đứng đất hoài, còn này vợ đất cho chồng mà, chuyển gia cho chồng mà, ra cài cái này lên cho tóc không đớt xuống nè. Thôi đừng có bày tào lao chứ, bây giờ tóc nó đớt xuống kìa. Thôi cài nó đi, đâu rồi dục đóng kia rồi. Không mà bật giận thì đừng nghịch quạo rồi đó, quạo rồi đó, bắt đầu quạo rồi đó. Cài nó thôi, giờ mình sẽ hưởng thụ để cho cái này nó thấm vô da mặt của mình, để làm cho da mặt của mình nó sạch sẽ. Nhưng bà nhờ nằm xuống hương thụ đi cọc, nằm xuống hương thụ đi đó, nhà không có gì cơ hàng mà mày giống khách bạch vô thường. Nâu ơi, có giận ra ba mẹ không con? Đâu đâu kêu qua mặt Nâu nè. Ủa hai người là ai? Ủa Nâu ơi biết mẹ không? Phải mẹ không con Nâu? Nâu ơi thấy mẹ không? Ừ, nhìn không, nó nhận không ra luôn. Nâu nhận không ra luôn quý vị. Nhìn quan trọng là nhìn ba nó không ra nè. Chồng, chồng quay qua chồng Trang nó thôi, con nó nhìn ra. Hù, giận người ta. Mẹ biểu nè, mẹ biểu coi. Trời, sợ ma. Lại đây. Nói sợ ma mà chồng kéo nó qua. Sợ ma. Nâu sợ ma đâu, đâu có. Có xíu nữa, bé nhân viên nó gọi cho anh nha. Em mới cho số điện thoại của anh. Gia đình hạnh phúc thì chỉ có cần có gì đâu. Hai vợ chồng cùng làm đẹp với nhau, cùng ngồi có tivi. Đó, chồng bán hàng, vợ ngồi cái bên chơi. Đúng không cả nhà? Đắp vậy mà không chịu. Vậy chứ tại thấy cầm điện thoại lên chăm quay lại vậy đó. Mặt nạ này xài đã lắm mấy chồng. Xài đã hơn mấy cái mặt nạ bên trước vợ cho chồng đắp luôn á. Mấy bữa ông đắp cái mặt nạ giấy quý vị, ông chưa đắp cái loại này bao giờ cho nên chưa cảm nhận được. Vậy chồng ơi có gì đâu, thời buổi bây giờ người ta đi con trai còn đi spa được, người ta còn đi làm móng làm tay nữa, huống hồ gì mình đắp mặt nạ cho nó da dẻ của mình nó đẹp hơn, nó mịn hơn, nó mướt hơn, nó chống lão hóa nè, nó giảm mụn đầu đen nè, cho nó sạch sẽ có gì đâu. Vậy hoài. Thôi bây giờ Trâm sẽ ngồi đây và đắp chung với lại chồng Trâm trong khoảng tròn từ 10 đến 15 phút. Sau đó Trâm sẽ đi rửa mặt và cho mọi người coi kết quả nha. Và sau đó là mình sẽ sử dụng toner để làm cho da của mình nó dịu đi. Bye bye, chờ xíu nha. À gọi nó đi, gọi nó đi. Tên lên tên tên. Sau khi đắp mặt nạ xong thì một cái bước quan trọng nữa mà Trâm hay làm đó chính là toner. Thì cái toner này mọi người nhìn kỹ nha, nó có hai lớp nha, hay lắm luôn á. Một lớp bên trên đó là cái này á, là để cung cấp độ ẩm cho da, còn cái lớp trà xanh ở dưới á, là để kìm dầu đó. Hai cái này mình sẽ kết hợp với nhau và mình lắc đều nó lên đó, lắc đều nó lên và sau đó mình sẽ cho ra cái bông tẩy trang ha. Rồi mình sẽ cho ra cái bông tẩy trang như thế này nha cả nhà. Rồi mình sẽ chùi lên đây nè, mình sẽ thoa nhẹ bằng cái bông tẩy trang lên da mặt của mình như thế này nè. Cái này á, có công dụng là gì mọi người biết không? Để nó lấy đi những cái tạp chất, những cái mà cặn bã nó còn dơ, nó còn nằm sót ở trên cái da của mình thì mình sẽ lấy đi hết ha. Và đồng thời là nó cung cấp độ ẩm cho da đó, và nó kìm dầu cho da. Và đặc biệt nha, khi mà mình sử dụng cái này cả nhà, nó còn xê khít lỗ chân lông nữa, nó làm cho lỗ chân lông của mình nó không bị tắc nghẽn đó, nó không có bị bụi bặm rồi nó nằm ở trong đó lâu quá nó bị tắc nghẽn cả nhà. Đó, thì cái này là nó xe kích lỗ chân lông luôn. Đó, mình cứ thoa như thế này nha. Biết chồng mình đang làm gì rồi, ra thì kẹo không tiếp thôi. Chồng xong rồi, đi rửa mặt đi. Đi rửa mặt đi chồng. Đi rửa mặt đi. Đã không? Rửa mặt xong mặt chồng tắn bum luôn. Đã 20. Đưa đây 20. Ép người ta mà trả. Ép cái gì, làm đẹp cho chồng chứ làm đẹp cho ai mà ép. Ấy đi xong rồi vợ cho xài này đã lắm nè. Nữa hả? Nữa. Đắp mặt nạ xong là mình phải xài cái toner. Cho da của mình nó sạch sẽ, nó sạch mụn này, nó giảm bã nhờn này nọ nè. Nó cung cấp lạnh cho da, nó xê khít lỗ chân lông luôn. Đó, lỗ chân lông tội, mặt chồng lỗ chân lông bự quá trời luôn nè. Nó xê khít lỗ chân lông cho chồng nữa đó. Trời ơi, chán quá cả nhà ơi, chồng con gì đâu mà không có thích làm đẹp. Nên mình sẽ đào tạo ống từ từ. Hiểu
Rồi xong rồi đó, da của mình đã lên rất là sạch sẽ rồi. Rồi cắt. Rồi bây giờ mình vụ ống đi ra rửa mặt. Xong mình lại cho ống xài cái toner này nha cả nhà. Cái này còn được gọi là nước hoa hồng nữa đó. Cái này Cam hay xài nè. Đã hả? Màu đẹp ghê luôn. Rồi, đang kêu là không vô rửa mặt nè. Dạ, không vô rửa mặt đi chồng. Rửa mặt đi. Đắp nó không? Nè, nó khô lại luôn rồi nè. Đã không? Đã không? Có vợ xuống ha. Có vợ về đắp mặt nạ cao xuống ha chồng ha. Rồi bây giờ nè, vợ giống như nàng tiên, còn chồng thì giống như mở ma ma. A mở ma. Ma mở ma. Thôi chào chào quý khán giả đi. Chào quý khán giả đi chồng. Ủa không ấp mà chào khán giả gì? Đâu ấp đâu, không kệ cứ chào đi. Chào mọi người. Hứa là không ấp đâu. Ngày mai ấp luôn. Về cái ghê, về ghê. Bữa sau không ra quay. Mặt sắc chắc cận vô vui em. Mới cái đợi mày vui lắm nè. Kỳ quá, mặt vui quá. Sao giờ từ đó giờ chồng có đắp mặt nạ không? Bữa sau không ra quay. Nhưng mà ý là đó giờ chồng có đắp mặt nạ không? Tại sao không đắp mặt nạ? Tại vì một mình. Đàn ông làm sao biết được mấy cái vụ làm đẹp này. Có vợ về để làm cái gì? Có vợ về để vợ đắp mặt nạ cho nè, nấu cơm cho ăn, xếp đồ, ủi đồ cho đó, rồi mỗi tháng đưa tiền cho vợ thôi. Tiền đâu, tháng này chưa thấy tiền. Chưa thấy ủi đồ, chưa thấy giặt đồ, chưa thấy nấu ăn, chưa thấy gì cho mà đòi tiền. Thì bây giờ đắp mặt nạ trước rồi nè. Lương tháng này đâu, đưa đi cho chị. Nhưng mà cái này nhu cầu chưa cần, cần cái kia hơi trước hơn. Người kia trước, bây giờ gần xong nhà đi rồi mình qua mình mới làm được chứ. Đúng không? Tiền lương tháng này chưa thấy đưa. Đưa luôn đi đây, trời ơi. Lương một tháng nhiêu tiền đưa đây hết cho chị. Rồi mỗi ngày chị cho 200 ngàn. Mỗi ngày cho 200 ngàn là quá nhiều. Bây giờ tiền xăng á, mỗi ngày tùy chồng đi lên chỗ công ty chồng bao nhiêu tiền xăng. Nghĩa là không cần thiết mà đi làm nữa. Đi làm được cũng đâu thiếu được tiền cho đi chi. Ở nhà được 200 ngàn hôm trước nè. Ủa, ở nhà rồi lấy tiền đâu trả vợ đưa đi đây cho vợ. Ủa vợ là giữ tiền của chồng để làm cái gì? Nè, tiền điện nè, tiền nước nè, tiền con, tiền cái, tiền thịt của mấy con chó nè. Đúng không? Đó. Rồi tiền chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, tất cả loại tiền đủ thứ là tiền. Tiền quá cho tiền luôn. Lương đưa, một tháng chồng đưa lương cho vợ về, vợ chi tiêu ra, vợ trích ra một phần để chi. Để sau này lo cho con của chúng ta nữa. Thấy không? Đúng không? Mấy cây cảnh của chồng chồng ai chăm, vợ chăm chứ ai chăm. Đúng không? Vợ lớp thấy không? Tháng này chưa thấy đưa lương nha cả nhà. Chưa thấy đưa lương. Từ từ chuẩn bị nè. Nha nha, chuẩn bị nha. Để tôi tẩu tán hết rồi tính sau. Tẩu tán hả? Ông nói là để ông tẩu tán đi ông tính sao hả? Tẩu tán không? Tẩu tán không, hít quýnh quậy. Bye bye cả nhà, là xàm quá. Vợ với xàm với ai xàm? Chồng xàm á. Chồng xàm hơn vợ. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Đây là một con thứ bảy ở nhà. Buổi trưa gì? Không up buổi trưa gì? Gì? Đang livestream hả? Đâu có, đang quay clip. Ông sợ livestream lắm thôi à. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Bye bye. Chào chào.